Hello, đun dừa siro, xin chào mọi người. Đợt này đun dừa siro thay lông. Siro, Jung Yi có ý kiến gì? Jung Yi lên trên giường kia đi. Muốn vào video lên trên giường. Này, siro đang thay lông này. Đấy, đang thay lông, đang cái đợt thay lông rụng lông. Chải liên tục này. Nếu mọi người thấy lông nó vẫn bóng đúng không? Chibi đấy, cứ chibi powder mà giã. Ngày chỉ cần, không cần nhiều đâu. Với con chó to như thế này ấy, ngày chỉ cần nửa da thìa, một thìa mỹ mãn. Nhiên đấy, để anh lấy cho quả chuối. Đi nhiên đây, Chiro. Ngồi đấy, ngồi đấy, ngồi đấy. Không, lên giường làm gì, lên giường không quay được. Đây, cả ngày chuối, cả hai cả. Ra đây. Đợt này là có chuối ở bên trại. Còn những cái bùng chuối gọi là những bùng chuối gọi là trái mùa. Xuống đây. Ngon thế. Chuối chín kỹ ngọt lịm luôn, ngon không? Siro thấy ngon không? Từ từ anh đã cho đâu đây. Chia cho cả hai đứa. Nhiều người bảo là chó của mọi người nó không thích ăn hoa quả thì đấy là do mọi người cho nó ăn chưa đúng cách thôi. Mọi người cho nó nhiều quá, miếng to quá. Ở những cái lần ban đầu ấy, khi mà mình ăn ấy là mình cho chúng nó miếng, cho chúng nó miếng bé thôi. Nhất là những cái thứ mềm mềm như này, như là chuối này. Như chuối này ban đầu mềm ấy là nó cắn là nó dính răng. Nếu mà cho miếng to ở những lần đầu tiên ấy là chúng nó không ăn. Vì trước đấy chúng nó chưa từng ăn, chúng nó không biết nó là cái gì. Ban đầu ấy là kể cả cho to chỉ cho miếng bé tí tẹo như thế này thôi thì nó sẽ biết ăn. Còn sau ấy cho cả quả này được thì nó đã biết ăn cái này, nó dính dính như thế rồi ấy, thì cả quả nó vẫn ăn ngon hơn. Ui trời, nó thơm. Ở bên trái vẫn còn hai buồng già rồi, chặt được rồi, để mấy hôm nữa lại chặt để cầm về. Cứ để ở bên trại hai phần, cầm về nhà một phần. Thế là bọn bên trại cũng được ăn mà ở nhà cũng được ăn. Người ăn bao nhiêu thì ăn, còn lại là để cho chó ăn. Ngon tuyệt vời luôn. Ngon không? Ngon nhỉ. Ngon quá đấy. Đã chịu nhìn vào gì khác, chỉ có nhìn vào cái tay cầm của miếng chuối. Ngọt quá, lít luôn, ngọt lít luôn. Siro ngồi xích đây này. Rồi, ok, không, gần quá, ngọt lít luôn ấy, chưa được. Còn quá. Còn quá là ngon. Ui thơm quá. Thơm. Ý là đây vẫn còn đấy hả? Đây cho siro miếng này. Rồi, còn tí nữa, hôm nay còn có 2 quả cho con Yumi này. Nào. Đây, siro. Siro vào đây. Còn miếng cuối cùng siro ăn không? Nào, tí nữa rồi ăn đồ ăn. Trời, sao bỏ ăn? Không. Đấy, bỏ ăn làm sao được mà than. Ở không nhà. Siro ra đây.
Còn miếng cuối cùng cho siro, miếng cuối cùng là để cho siro đấy. Bé thì ngon kiểu bé. Ok, quá ngon luôn. Ngon nhỉ. Còn vỏ thôi, vỏ này không ăn được đâu, vỏ này ăn không tiêu được. Quan trọng đấy là không tiêu được. Chứ còn ăn thì vẫn ăn được thôi, nhưng mà cái vỏ quả chuối là cái dạ dày của con chó nó tiêu không được. Ăn vào ít thì không sao, nhiều là nó có thể nó gây rối loạn tiêu hóa. Đó, để trải lông cho siro một tí nhé. Cho nó những cái lông rụng của nó cho nó trôi đi. Siro ra đây ngồi đây này. Nằm đây. Ra đây đây. Trải lông cho. Nha. Đây. Nằm xuống. Chích đây. Ôi, ok. Nhìn nó người nó thế này thôi nhưng mà trải ra là nhiều lông rụng lắm. Muốn cho nó bớt lông rụng ra nhà thì trải đi, chủ động trải đi. Nào, quay, ngồi đây, thích đây. Quay mông lại. Được rồi, được rồi, ngồi yên, ngồi yên. Được. Hôm trước chảy nó không rụng, nay chảy nó mới rụng. Hôm chảy đi thì khắp nhà chỗ nào cũng có lông, chỗ nào cũng có lông bay. Thế thôi nhưng mà trên người thì con chó là nó nhiều lông lắm. Mà đây là giống chó hai lớp, lông hai lớp, chứ còn nếu mà giống chó lông ba lớp nó còn nhiều lông nữa. Vì bọn chó lông ba lớp nó có hai lớp lông đệm. Lấy sạch rồi trả đây này. Thái ra thì quét đi. Đỡ dụng lông lung tung. Viền lông cỏ này là cái mà cái lớp lông đệm nó dày ở phần cỏ mà chẳng nó ra nhiều cũng chịu nhiều. Đấy, lông siro đang thay lông rất là mạnh, nhưng mà mọi người nhìn cái lông của nó vẫn cứ bóng rất nhiều luôn, dụng lên lông vẫn bóng. Coi như là hôm nay là chính thức là vào cái đợt rụng lông nhiều. Ba hôm trước chảy thì nó không ra được nhiều lông, nay nó mới rụng lông đẹp nhiều. Chưa được bao lâu, bên này chưa chảy này. Để mình cho sáng. Đang dương thả lông. Ủa, để nó bay đó. Lông này là trời không đủ sáng đấy nhá, trời tối rồi, bây giờ là gần 5 giờ rồi. Ánh đèn tít chứ ánh sáng ban ngày thì nhìn nó sẽ bóng nữa.
tương đối đấy. Nói chung là như thế này là nó cũng phải dùng được cơ độ khoảng tầm 70%. 70% rồi. Úi giời. Nào, siro chạy vừa thôi. Để đấy, để anh thật phải thật nhẹ nhàng để cho nó đỡ bay lung tung. Nhiều đấy. Mà cái lông này nó là lớp lông đạm, nó rất là nhẹ. Nếu mà không chủ động xử lý cho chúng nó là nó bay khắp mọi ngõ ngách đều có lông luôn. Chứ cái lông sợi thì không sợ. Lông sợi thì nó rụng, nó nằm tại chỗ thì quét là ok. Nhưng mà cái lớp lông đạm này nó bay. Để quặn ra đây cho nó đỡ bay. Nằm ra đây trải tiếp cho. Còn tí nào cho trải nốt. Chờ tí nhá, để anh chuyển cái máy qua. Yên đấy. Ok, siro nằm yên đấy nhá. Anh trải đấy. Nằm yên đấy. Rồi, nằm xuống, nằm xuống. Chỗ này, lúc nãy trái nó còn đang bị xót này. Nó nhiều quá này. Siro nhìn xem Siro đã như con đun rồi chứ. Nhìn ở trong máy quay kìa. Có phải Siro đang hơi béo không? Phải không nhỉ? Hơi béo đấy. Dù đang thay lông thế nhưng mà nhìn nó vẫn mướt bọng. Phần gáy này là phần nhiều lông này. À, làm giúp đấy là phần nhiều lông rụng nó đấy. Hơi chảy nghiêng cái mà đầy lông ngay đấy. Chảy xuôi thì nó có nhiều cái là nó bị duỗi theo. Chảy ngang cái, chảy ngược thì nó đau. Chảy ngược thì phải thật là nhẹ thôi, không có đau.
chạy ngược để làm cho nó rối cái bộ lông, rồi nó phải chạy xuôi lại để cho nó rút ra. Đãi phê. Trời. Thì một mớ luôn. Đây. Đúng cũ đây. Nhiều đấy. Vẫn còn. Ok thôi, để anh trả cho Siro thêm tí nữa nhé. Video nó dài rồi, ok anh ạ. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Chưa được đâu, để yên, để anh trải tiếp. Nào, Siro nhìn đây nào. Ok, Siro hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.